Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với kênh Tuấn Hiệp TV. Chúc mọi người thật nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui trong cuộc sống. Ngày hôm nay thì nhà mình bắt đầu triển khai cái công việc là làm chuồng gà mọi người. Đấy, chuồng gà thì ngày hôm qua mình cũng chia sẻ với mọi người là sẽ làm ở ngay cái khu vực này này. Đấy, hiện tại thì các bạn cũng đang là tiến hành cái công việc là dọn dẹp rác rồi cây cối ở chỗ này này. Cây ở đây thì khá là nhiều luôn. Sáng tới giờ là cái việc mà đào gốc cây nó khá tốn khá là nhiều thời gian luôn đấy. Carica. Hi, xin chào các bạn, tôi là Carica. Xin chào mọi người. Muito coisa. Muito pau. Pau cây lắm, nhiều lắm. Cây nhiều lắm, đúng rồi. Cây nhiều lắm. Cây, nói cây. Cây á. Cây. Ừ, cây nhiều lắm. Ừ. Agora fica só já một cây. Một cây. Ừ. Hai cây. Cái này tám anh. Dạ, hai cây. Còn hai cây à? Tá bom. Eles fazer atrás? Já, já fazer, tirar todo o lodo, já organizar bem em cima, embaixo também. Já pouco mais de hora depois terminar já. Yeah, tá bom. Tudo banana meter lá no buraco mesmo? Já, já. Banana tudo agora fica, bananeira tudo tirar, cavar, raiz tudo, tudo sair, meter lá buraco para depois fazer tudo adubo. Tá bom. Banana, nessa banana aqui, você come ou não come? Come, come onde? Banana não, lá embaixo. Terra, banana, raiz. Cuchoi. Cuchoi, né? Cuchoi. Raiz dele. Isso. Nada. Não come? Não come. Nosso come isso muito bom, muito bom. Nada. Aqui não, né? Nada. Aí. Começa aqui depois, pessoal, depois barriga. Muito nhưng mà ở nhà mình cũng ăn cục chuối sứ chứ. Không ăn cục chuối này đâu. Ngay trước cầu thủ sang đây nấu mà. Em thích mới ăn một cục chuối sứ đây. Cái củ chuối này mà kiểu mình xay với thịt ra làm mộc ấy. Ăn rất là ngon luôn. Nó xoa cái là isu mistura tipo moaze né? Moe. Moe depois mistura com carne de porco. Pode fazer bolo assim pequeno, pequeno. Cozinha muito ngon. Rất là ngon. Também isso. Tira tudo. Já. Queimar. Já yeah? Tudo. Fazer tudo igual. Depois, tudo aqui terminar, pelo capim lixo, tudo aqui já não fica mais. Tem aqui coisa? Tem aqui fio? Fio tem lá em cima. Você ir buscar fio, já? Buscar fio para venha eu medir como coisa amanhã poder começar aqui. Já. Cái chuồng gà thì mình có cái dự tính là làm bắt đầu từ cái gốc cây xoài này này là làm trở về đâu này là khoảng 8 mét đó mọi người. Mình làm kiểu hai máy, một máy thì bên phần của chuồng gà còn một máy là của phần chuồng lớn này. Đấy là từ đấy về đây khoảng 8 mét này. Cái độ rộng của cái chuông thì tính khoảng tầm độ là 6 mét. Đấy, 6 mét là tại vì đang còn 1 mét rưỡi tới 2 mét để mình làm cái hành lang ở giữa để mà đi mọi người. Đấy. Đấy, bên này thì bạt dưới cũng đang xảy cái cây này. Bạt dưới. Hola, xin chào các bạn, tôi là bạt dưới. Cota pequeno soy, ¿eh? Comprido fica, depois vai preciso fazer alguma coisa, ¿ya? Em thấy cái cọc này cứng như này chắc là làm trụ điện được đấy anh. Không, cái này cái giấy không làm được đâu. Isso pequeno, tá vendo? Bora por cortar pequeno, pequeno. Agora fazer lenha. Entende? Bạn ơi, isso onde isso comprido, né? Você também quer que corta comprido. E depois quando uma noite fazer aquela coisa, assim, tela lá em cima. Vai fazer. Ở cái khu vực này thì cái cây to như thế này nó nhiều mọi người. Nên là đào cũng khá là vất vả đấy. Sáng giờ là cả bạn ấy đào phải gần cả chục cây như thế này đấy. Mất thời gian. Isso pau tudo corta fazer lenha, né? Agora quando chuva tem lenha na cozinha. Sim.
Ok. Careca desa natu faze você vai comigo. Vai aqui. Nosso medi á. Bây giờ là mình sẽ tiến hành cái công việc là đo đạc các mọi người, đo đạc cho các bạn ấy ngày mai là tiến hành là đào móng luôn. Vamos conversar, começar aqui, né? Ngay cái chỗ cái cây xoài này phải nè ra một chút chứ. Mas acho que devemos distanciar pouco por causa da sombra da mangueira. Não. Em função da altura, depois com o tempo vai lá a chapa. Que furar, né? Estragar, né? Sim. Então vem aqui. Chiquito, trazer a coisa, trazer a pau, já? Pra bater aqui. Matelo tá aí. Vai, puxa. Cái chỗ gà này thì mình cũng đã có cái ý định là làm cái tầm khoảng 8 mét thôi mọi người ạ. Mặc cái, mặc cái. Isso sabe que quando assim é 8 metros, mas quando marca fio, tá vendo? Tem que ir mais largo, tá vendo? Conforme tá aquele dia eu assinar, entende? Porque 8 metros é aqui, tá vendo? Medir aqui com lá, mas quando pica pau, pica aí, fio passar aqui, fio, pica pau aí, pica pau aqui, tá vendo? Outro fio não tocar aqui, entende? Ah. Aquele dia eu assinar, fazer quadrado, lembra? Lembrar. Fazer como? Fazer assim. Nossa, aqui, explosamos. Assim, né? Sim. Aqui dá quanto? 40. Aqui 40. 40. Aqui quanto? Aqui 30. Aqui 40. Aqui 30, aqui 40, meio 50. Aqui, inclinado. Não fala meio. Inclinado assim. 50, 30, 30, 40, 50. Certo. Assim nós sempre lembra. 30, 40, 40 50. Tá vendo? Ou 3, 4, 5. Sim. Yeah? Sim. Assim. Assim é tudo isso quadrado. Yeah? Assinar tudo lembra a cabeça depois. Tá vendo? Aquele dia fazer lá casa. Agora lembra aqui. Outro dia fazer outro casa também. Lembra, sempre sabe, mestre agora tipo fica profissional, tá vendo? Tá vendo? Não é que tipo coisa não, fraco não, já tá craque, né? Vai puxar lá, velho. Ia, Macai. Só 6 metros. 6 metros, depois aqui 2 metros. 2,5. 1 metro no. Yeah. 6 metros. Nếu mà như vậy là cái chuông này 2 mét thì nó. Mỗi bên chuông được 2 mét thì nó cũng khá là nhỏ ấy mọi người. Có nhỏ không nhỉ? Chắc là được rồi đấy. Em nghĩ tầm là 2m25. Ở chỉnh chờ trưa 1,5m đường đi là được ạ. Ừ. Cũng được. Là nóc nhà bảo 2m25 là mình quyết theo 2m25 nha mọi người. Yeah. Isso como. Sabe que vamos coisa, vamos primeiro fazer fio um lado, fazer quadrar outro lado, depois nós dividir, já? Yeah? Atacama é aqui fora, né? Mete fora. Tem um aqui, já. Yeah. Outro mete aqui lado. Bữa trước mình đi mình cũng có hướng dẫn cho các bạn ấy là lấy cái góc vuông ấy thì rất là may mắn là các bạn vẫn đang còn nhớ mọi người ạ. Đấy.
Nói chung là cái kiến thức mà mình biết được tới đâu mình chỉ cho các bạn mà các bạn nhớ được là cũng cảm thấy vui đấy. Tibua sin no sumakaki ne. Ahora me diga aquí. Aquí 40 acá. ¿Está bien? Ya. Ahora aquí 30. Né? Acá. Ahora aquí ¿cuánto? 50. Então, 50. Assim, ainda sopra, tá vendo? Muito, tá vendo? Agora fazer como? Sim. Ainda sobra, então, essa parte empurrar. Então, empurrar, empurrar. Até quando ele bater. Parei. Já? Tá vendo? 50. Já, já bate, bate. Mình đo cho cả bàn một góc này thôi, còn để cho cả bàn đo cả góc còn lại ấy, để cho cả bàn thực hành lấy kinh nghiệm ấy, rồi tí nữa mình sẽ đo đạc lại 6 ấy mọi người. Cái này thì thực ra là mình cũng làm gọi là tương đối thôi chứ không thể là tuyệt đối được ấy. Đấy. Otro lado agora fazer, ya. Sabe o no sabe? Otro agora medí aquí, onde está aquí, né? Medir aqui, onde está? Né? Medir lá 6 metros. Já? Depois 6 metros você marca onde marca. Depois você curva assim, fazer assim, quadrado. Já? Entendeu? Agora, medir aqui. Vai lá 6 metros, entendeu? Depois 6 metros marca onde está. Entendeu? Vamos ver. Vai. E fazer bem fica na, na bonga, depois eu bater. Vai, pode, isso tem, pode fazer 6 metros já. Vai, puxa já. Já? Maca, onde tá? Macano no fio ainda, macano fio ainda. Já. Yeah. Tá. Dá cá, vá. É aqui, né? Tá vendo agora você atisca lá assim. Depois puxa, puxa fio assim, tá vendo? Depois medir como conforme tá, eu medir aqui, fazer quadrado aqui, tá vendo? Depois aqui, chega lá 8 metros. Fazer, marcar 8 metros, depois fazer também igual quadrado, chega lá, já? Fazer bom, né? Na volta, depois vai bater, já? Bater aqui fora, já? E bây giờ là để cho các bạn này tiến hành làm đo đạc ở cái chỗ này, còn mình sẽ đi ra xem thử gọi là cái phần bờ là các bạn đã làm tới đâu rồi mọi người. Ở phía ngoài hồ này thì bây giờ nước nó cũng lên khá là cao rồi mọi người này. Đấy, nhìn dòng nước khá là đẹp luôn. Rất là ok đấy. Bây giờ là chơi, mình sẽ chơi thêm khoảng tầm độ là 2-3 ngày nữa xem thử gọi là nước nó lên được cỡ như thế nào ấy. Mình chỉ có sợ nhất là nó thấm xuống dưới ấy, nên nước nó không thể mà đầy lên được tiến này ấy. Chỉ sợ như thế thôi. Sáng nay thì các bạn cũng đang tiến hành là cái công việc san cái phần bờ này này. Đấy, san xong rồi thì nhìn khá là đẹp luôn. Đấy. Dọc bờ này bữa sáu mà trong một dành cây ăn quả, chắc là được anh. Bữa nào mà đi mua được cây ổi cái đó á. Đấy, bờ chỗ này hình như chỗ này xong làm này. Aqui não fazer porque? À, chỗ này là cái phần bùn buổi sáng này là các bạn ấy xúc lên nốt cái phần bùn còn lại ở phía dưới hồ ấy, nên nó hơi bị ướt nên là các bạn chưa làm tới đấy. Antonio ơi, ở chỗ này thì thấp hơn phần bên kia đây. Aquí đây, complimenta. Hola, te llamo Antonio. Aquí la más baixo, ¿sabes? Sí. Ven, ven.
sabi ke amanya isu ladu du lodu tera aquí usted pusa usa ven aquí ya para él fica más auto aquí entiende hôm qua thì mình cũng có dặn với cả là Carica là căng dây để các bạn khỏi là đổ đất ra ngoài nữa đấy, nhưng mà các bạn ấy là cuối cùng là sán này, sán rồng ra ngoài này luôn. Ở bên này thì cũng thể bên này thì các bạn ấy đang sán đây. Phía bên này thì có thể cho rồng ra bởi vì là mình sau này mình cũng muốn là cái phần mà giữ đất này này mình sẽ đóng gạch các mọi người. Đấy, đóng gạch ở phía phần bên này. Là còn lại là cái bờ thì mình làm khoảng tầm độ 3 mét thôi. Từ tính từ ngay cái mép này ra này là 3 mét, là 3 mét là vừa đấy. Đấy, ba này. Đấy, ra tầng tầng đấy là được. Là nhìn cái bờ này rất là đẹp luôn. Em nghỉ hôm nay khoảng tầm 2 ngày nữa nước dâng cao lắm đấy anh. Bởi vì ở đây có những cái mạch nước nó chảy này. Pensa isso quanto dia em seu aqui? Um dia só. Um dia. Mais ou menos 3 dias. É, pouco. Uma semana, né? É, uma semana. Se é um dia, tá assim, um mês. Até dia 20, já tá aqui. 15 dias. 15 dias. Đầu tiên là mình cũng sẽ cho các bạn sán bớt cái phần đến này này, sau đấy thì những cái phần này thì mình sẽ chắn lại sau mọi người, chắn lại cho nó đẹp ấy, nó thẳng nó vạt, không phải thẳng mà nó vạt vạt một chút đây cho nó khỏi sập ấy. Đấy, mà phải đưa cái phần đất này lên ra chứ không là nó lại sập xuống á. Cái đấy thì mình cứ cho các bạn sán dần dần mình sẽ làm thôi. Khi nào có thời gian thực sự rảnh ấy, thì mình làm. Còn bây giờ thì sắp tới cái mùa mưa rồi ấy, mọi người. Thì mình cũng muốn là xong cái phần này này. Rồi xong cái phần làm cái phần chuồng gà bên kia nữa. Xong là sẽ cho các bạn ấy nhanh chóng tiến hành là phạt cỏ ấy. Phạt cỏ và làm đất để chuẩn bị đón mưa xuống là mình sẽ trồng ngô trồng đầu luôn ấy. Isso depois eu quero fazer adobe. É. Bom. Borde, né? Lodo vermelho. Isso é lodo. Isso é borde. Isso é borde, sim. Você não vê você agora cavalo bem duro. Sim. É. Bem duro, né? Sim. Isso lodo lá embaixo também. Aquele dia. Vê. Ué. É o que deve, mọi người. Isso também. Bem duro. Sim, é duro. Đấy, cái này mà bây giờ mà làm gạch thì quá ngon luôn. Kênh pha là nào duro, da cabeça eu tentar. É procurar já o caminho, chefe. Ah, é? É procurar já o caminho. Já, aí lá em cima, se tem aquele grande, grande, pode subir lá, tirar, já? Sim. Para não cavar mais, entende? Tirar, botar lá. Bữa trước là đào lên ở từng cục ấy, bây giờ là chỉ có lật đến vứt đá nữa là nó vẫn nhanh ấy. Cứng lắm mọi người ạ, rất là cứng luôn. Ở bên này thì mình cũng tính là sẽ ảo nhà trước, nhưng mà cái cát thì mình cũng trở ra đây rồi mọi người này. Nhưng mà bây giờ là hiện tại mình cũng có hỏi lại các bạn ấy là có ai mà muốn ngủ lại ấy. Đấy thì hầu như là cả bạn ấy cũng chưa có ai mà có cái ý định là ngủ lại cả. Kể cả Carica ấy. Carica thì mình cũng có hỏi bạn ấy là có muốn ngủ lại đấy không, để mình hoàn thiện cái nhà này rồi mình lắp cửa lắp đồ luôn ấy. Thì bạn ấy bảo là nếu mà gia đình bạn ra để ở thì phải có điện đó mà mọi người. Cái đấy thì cũng khá là hợp lý, tại vì mình chưa có điện mà cả bạn ra để ở thì mình cũng rất là lo ấy. Đấy là cái điều mà mình cũng đang đắn đo, nên là mình cũng quyết định là chưa ảo và chưa làm hoàn thiện xong cái nhà này. Đây này, cát đồ là mình cũng có di chuyển ra đây đây. Cái khu vực ở phía sau cái nhà này thì đất nó cũng khá là đẹp này. Thì mình cũng sẽ cho các bạn ấy tiến hành là phạt rồng ra ở phía sau này. Ở sau này thì đất nó tốt hơn ở cái khu vực trên đồi ấy. Nên là trồng sau này thì khả năng là năng suất hơn, hiệu quả hơn nữa mọi người.
dựa vào xem thử coi là các bạn ấy đo đạc được đến đâu đây. Bên này thì xem nào, cả bạn này coi đã làm đón đạc như thế nào đây. Thử xem coi là có học hỏi được chút kinh nghiệm nào không nhé. Đã quan thể? 6 mét. 6 mét. Đã xét rồi. Bây giờ thì mình sẽ thử đó xem coi là cả bạn làm có chuẩn xác không nhé mọi người. Nói chung là nó cũng tương đối thôi chứ không được tuyệt đối hẳn đâu, nhưng mà xăm xăm lệch khoảng tầm độ vài cm thì ok đấy. 30 macaso. Carrega maca. Ý, mũi tốt bóng. Biết cách đấy mọi người. Đấy là cũng biết cách đấy đấy. Đấy. Rất là vui luôn khi là các bạn đã học đúng cái mà phương pháp mà mình đã chỉ rồi. Tá bom. Yeah, bem. Assim é quadrado. Fechar bem, né? Amarrar bem, né? Para não ele não cozo mais. Entendeu? Amanhã sou cavalo, né? Cavalo caboclo é... Caboclo. Caboclo pode fazer meio. Tá vendo? Cavalo no meio fio. Meio fio. Depois levantar, nosso também tem que levantar assim, tá vendo? Se você cavar assim, depois vai ficar pequeno, entendeu? Já? É tudo? Agora o mestre principal dessa obra é só eu. Você? É você de boca só. Ó, amanhã, tá vendo? Amanhã quem? Nato sabe, né? Nato Cabade, né? Antônio, né? Chiquito. King, né? Então... arranjar um grupo de construção, tá vendo? Manda fazer nesse lado, já? Sabe? Aqui, nosso só deixar uma portal só, frente só. Aqui vai ser só, tudo isso aqui vai ser só para o porco? Ou também não, vai ser... assim. Ah, eu que sim. Aqui lado também, medir lá, chega aqui, 2,25 m. Aí 2,25 m. Depois aqui no meio tem divisão para andar. Aqui lado de porco, aqui lado de galinha. Entendeu? Mas isso fechar, só abrir portal frente. Entendeu? Vai ter duas portas. Não, só um. Aqui o muro ficasse mais baixo. Sim, muro lá dentro baixo. Só fora lá alto. Aqui mais alto, tipo fazer assim. Tá vendo? Caída do lado, tá vendo? Assim ele não gato no entrar, não tem nada, não é? Bây giờ thì mình cũng xin phép tạm dừng cái video đấy nha mọi người. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những tập tiếp theo của Tuấn Hiệp TV nha. Xin chào.